Một quán ăn mới khai trương ở thị trấn Barrington, tiểu bang Illinois của Mỹ, phục vụ những món nóng hổi vừa thổi vừa ăn và những thực đơn đặt món theo ý thích nhưng chỉ dành cho chó. Đi ngang qua tiệm Breadwell, bạn sẽ lầm tưởng đây là một quán bán đồ ăn mang về cho người. Bước vào bên trong, bạn sẽ thấy có vô số loại thịt vừa mới chế biến ra lò, cùng nhiều món tươi ngon khác được trưng bày trên quầy thức ăn, tương tự như những gì bạn nhìn thấy trong các chuỗi tiệm ăn như Chipotle hay Subway ở Mỹ. Khác biệt lớn nhất ở đây là tất cả những món ăn hấp dẫn tươi mát của tiệm ăn này chỉ phục vụ cho những thực khách bốn chân, người bạn thân thiết nhất của con người. Đây là một sự khác biệt và mới lạ. Tới tiệm Breadwell, khách sẽ được hỏi về giống chó của mình, tuổi tác, kích cỡ, cách sống của chúng và nhiều điều khác nữa để đội ngũ nhà hàng lên thực đơn cho một bữa ăn đặc biệt phù hợp với con chó của bạn. Chúng tôi có những lựa chọn dinh dưỡng dựa vào trọng lượng và hoạt động của chó. Ông Rod Hemmel có trên 45 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp thức ăn cho thú cưng, giúp vận hành khâu sản phẩm thức ăn cho thú cưng của tập đoàn Heinz trị giá hơn 2 tỷ đô la. Tiệm của ông mang đến cho khách hàng 4 lựa chọn về protein từ thịt bò, thịt gà, thịt heo cho tới cá hồi. Trái cây, rau quả, phô mai hay thịt muối, loại protein bổ sung quen thuộc cũng được đưa vào thực đơn để tô điểm cho bữa ăn dinh dưỡng. Trên kệ hàng của Breadwell còn có các sản phẩm chế biến sẵn, đồ đóng hộp, chẳng hạn như các món để tưởng thưởng cho chó và thậm chí có cả nước giải khát cho chó như loại nước uống thể thao bổ sung chất điện giải Gatorade của người. Khách hàng cũng có thể lên trang mạng của Breadwell trả lời câu hỏi để lựa chọn hay thiết kế bữa ăn đặc biệt thích hợp với sức khỏe và thể trạng chó cưng của mình.